Xin chào các bạn nhá. Mình hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc xe Mercedes CLS 500 nhá, đời 2005, xe cực đẹp luôn. Mercedes CLS 500 sản xuất 2005. Xe rất là đẹp các bạn nhé. Form dáng rất là trẻ trung. Nếu mà nói về mẹc thì không cần phải bàn nhiều, mẹc thì nó là quá đỉnh rồi. Xe mẹc nó là quá đỉnh rồi. CLS 500 AMG các bạn nhé. CLS 500 AMG. Các bạn nhìn kỹ nha, CLS 500 AMG nhé. Đây là tổng thể về chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ nói luôn về mình đi tổng thể chiếc xe thì mình sẽ nói luôn về ngoại thất này. Xe được có bô thể thao nhé các bạn nhé. Chiếc xe CLS 500 AMG, bản AMG là sản xuất 2005. Đăng ký lần đầu 2007. Có đây. Bô thể thao nhá. Hai bô thể thao này. Bốn phanh ABS. La răng cực đẹp luôn các bạn. La răng của mẹ thì nó là quá đỉnh rồi. Xi nhan trên gương đây. Đèn cản trước nó có cản trước rất đẹp nhé bạn nhé. Bộ cản trước và bộ đèn rất là đẹp. Cản trước và đèn rất là đẹp luôn. Mặt ca lăng như mới luôn. Nếu mà nói 2005 đăng ký lần đầu 2007 thì chiếc xe này mình đánh giá là quá là xuất sắc luôn. Về tổng thể bên ngoài, đây là mình đang xem tổng thể bên ngoài. Tổng thể bên ngoài là mình đánh giá một chiếc xe sản xuất 2005 đăng ký lần đầu 2007 thì xe này chủ xe đi rất là dữ, xuất sắc về hình thức bên ngoài. Bây giờ mình sẽ đi nốt một vòng xong mình sẽ quay hình thức bên trong. Một chiếc xe rất là đẹp, được có độ một số chi tiết tạo điểm nhấn. Các bạn có thể nhìn thấy nó được tạo một số chi tiết độ lên để tạo điểm nhấn cho xe rất là đẹp luôn. Mẹc CLS 500 bản AMG nhé bạn nhé. Đây các chi tiết tạo điểm nhấn này, người ta độ lên các chi tiết để tạo điểm nhấn này. Chủ xe đi rất là dữ các bạn nhé. Đây những từ những cái chi tiết nhỏ để tạo điểm nhấn. Xe đây các bạn này, nội thất đây. Đầu tiên là mình đang nói về ở trên cánh lái, được cánh lái của nó đây các bạn này. Gương chỉnh điện này. Đây. Trên cánh lái để gương kính điện đây. Chỉnh ghế, nút chỉnh ghế trên trên đây, nút chỉnh ghế đây. Trên cánh lái chỉnh ghế. Thế còn về bên tiếp đến là mặt táp lô nhé bạn nhé. Xe là bọc da hết bạn. Táp ly là bọc da nhé. Táp ly bọc da này. Xe táp ly bọc da các bạn ạ. Táp lô bọc da. Táp ly bọc da, táp lô bọc da đây. Vô lăng tích hợp. Túi khí đầy đủ nhé. Trên đồng hồ hiện nay là hiển thị. Đây các bạn nhìn thấy đây, nó gồm có những này. Có cột
xăng nó làm cũng khá đẹp, mà cột nước cũng làm khá đẹp luôn. Xe này là chạy 8 vạn. Xe tại chỉ chạy 8 vạn bạn nhé. Được còn về các chi tiết đây các bạn này. Nội thất vân gỗ này. Đây là củ số vô lăng, củ số đây. Vân gỗ rất đẹp. Âm thanh thì tí nữa mình sẽ quay cho nó hệ thống âm thanh của nó thì gọi là tuyệt vời luôn. Người ta độ lên bộ âm thanh tuyệt vời luôn. Đây là đầu đây. Đây. Nội thất vân gỗ, xe rất đẹp. Cửa sổ trời đây bạn nhé, cửa sổ nóc đây. Sao nó không mở được ạ? Cửa sổ nóc đây các bạn nhé. Gương chiếu hậu làm cực đẹp luôn bạn ạ. Gương chiếu hậu rất là nhiều chức năng ở trên cái chiếc gương chiếu hậu này. Trên chiếc gương chiếu hậu rất nhiều chức năng nhé các bạn nhé. Đây là về phần ghế lái là mình đang nói là về mặt táp lô và táp ly. Và trang thiết bị ở trên lái. Có xe này được trang bị nâng gầm nhé bạn nhé. Nâng gầm điện nhé. Xe được nâng gầm điện đây, nút nâng gầm đấy các bạn nhé. Đây là các bạn có thể nhìn thấy nút nâng gầm đây nhá. Mình đang chỉ nút nâng gầm đây. Rồi là sấy ghế. Sấy ghế hai chiều. Đấy. Tiếp đến là hàng ghế sau. Nó được trang bị đây. Ghế sau thì được trang bị màn hình đấy bạn nhé. Ghế sau được trang bị màn hình đây. Ghế sau trang bị màn hình ghế sau đây. Đây ghế sau đây. Trang bị hai ghế sau là hai ghế là có hai màn hình. Điều hòa hai vùng độc lập các bạn nhé. Đây là điều hòa vùng sau nhé. Điều hòa vùng sau và đây là hộp tì tay. Đây là hộp tì tay của ghế sau. Rất là đẹp luôn, sạc. Chân sạc, tẩu sạc. Tẩu sạc thuốc lá nhé bạn nhé. Xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp. Còn về con này nó có một bộ dàn âm thanh thì phải nói là cực hay luôn, cực đỉnh luôn các bạn. Đây là dàn âm thanh của nó đây, ở cốp đây. Đây là cốp nhé các bạn nhé. Đây là cốp và nó có một bộ dàn âm thanh. Đây là bass đây, super bass đây. Đánh còn hơn sàn các bạn. Đây là cái cục super bass các bạn nhé. Hệ thống âm thanh đây, mình mở cái hệ thống âm thanh cho các bạn xem. Đây. Các bạn nào cần biết về xe thì alo cho mình nhé. Số điện thoại là 0904 409 656, gặp Dũng Audi.
Nha, các bạn nào cần biết thông tin chi tiết về xe gặp Dũng Audi, số điện thoại là 0904 409 656. Xin chào các bạn nhé.